tại thì bên trung tâm cấp cứu di động vẫn đang nhận sửa chữa Apple Watch với các lỗi như là rơi vỡ kính, liệt cảm ứng, sòng màn hình, hư pin, phù pin, mất nguồn. Quý anh chị có nhu cầu sửa chữa, xin mời ghé qua các chi nhánh của trung tâm để được hỗ trợ tốt nhất ạ. Chương trình nào cũng trân trọng kính mời ạ.